vâng khi mà đi ô tô thì đa số mọi người đều chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái nhất mà không mấy khi quan tâm đến độ an toàn nếu như không may xe gặp tai nạn thực tế là các vị trí ngồi ở trên xe ô tô không phải là chỗ nào cũng giống nhau nếu chú ý một chút thì vị trí ngồi có thể sẽ giúp cứu sống hành khách trong những tình huống rủi ro trên xe khách vị trí an toàn nhất được cho là ở giữa xe, không gần với cửa sổ. Tại vị trí này hành khách ít bị ảnh hưởng nhất khi có các va chạm từ bốn phía. Còn vị trí ngồi nguy hiểm là ghế sát cửa sổ, bởi khi có sự cố thì rất dễ bị những người khác đè lên hoặc bị thương bởi các mảnh kính vỡ và rất khó thoát ra ngoài. Còn đối với ô tô con, chuyên gia về an toàn cho rằng vị trí an toàn nhất là phía sau ghế lái, tốt nhất là ở giữa. Kết quả nghiên cứu hàng nghìn vụ tai nạn giao thông cho thấy những người ngồi ở phía sau, giữa xe, nguy cơ chấn thương nhẹ hơn đến 60% so với các hành khách còn lại. Vị trí ngồi nguy hiểm nhất là ghế trước cạnh ghế lái. Người ngồi vị trí này có nguy cơ chấn thương nặng khi xe bị đâm trực diện và phía bên phải nếu bị va chạm mạnh từ phía sau mà không thắt dây an toàn. Người ngồi vị trí này có thể bị lao về phía trước. Ngoài ra người ngồi trên ô tô nên có tư thế phù hợp, không nên ngả ghế vì phía sau quá nhiều. Bên cạnh đó thì không nên để các vật dụng bằng thủy tinh, vật nặng, vật nhọn quanh khu vực ngồi bởi vì chúng dễ gây tổn thương nếu có va chạm hoặc là xe phanh gấp. Với xe hơi để có được mức độ an toàn như trên thì có được nếu người ngồi trên xe thắt dây an toàn. Đây là một điều rất đơn giản nhưng mà rất nhiều người Việt Nam lại bỏ qua bước này vì cho rằng là bước này không thực sự cần thiết. Thắt dây an toàn thì chỉ thêm vướng víu. Tuy nhiên đây là một quan niệm sai lầm. Và hình ảnh sau đây thì sẽ cho quý vị thấy là điều gì sẽ xảy ra với những người mà không thắt dây an toàn trên xe khi mà xảy ra tai nạn. Các thử nghiệm cho thấy nếu không có dây đai an toàn thì trường hợp xảy ra va chạm, người trên xe thường văng ra khỏi ghế, thường là lao về phía trước. Do đó sẽ chịu tác động lực rất lớn gây ra những chấn thương nghiêm trọng có thể sẽ dẫn đến tử vong. Hơn nữa trong trường hợp túi khí bung thường là với vận tốc khoảng 200 km h không thắt dây an toàn càng làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi trên xe. Số liệu thống kê của Nhật Bản cho thấy là 91% giữ được mạng sống trong các vụ tai nạn lật xe nếu thắt dây đai an toàn. Còn đối với trường hợp đâm va mạnh thì tỷ lệ giữ được mạng sống là 75%. Ở tại Việt Nam thì xe con thì không nói nhưng mà nhiều hãng xe khách thường lược bỏ bớt chi tiết dây an toàn ở trên xe. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm cho hành khách. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới mét 35 thì không được ngồi ở trên ô tô với hàng ghế là ngang với hàng ghế người lái xe. Đây là một thông tin một điểm rất mới của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới được Bộ Công an đề xuất bổ sung. Ngoài ra thì trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế dành riêng cho các em, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật đường bộ. Người lái xe thì phải kiểm tra hướng dẫn việc thắt dây an toàn cho trẻ em. Việc này thì cũng đang nhận được nhiều ý kiến từ phía dư luận. Vậy thì trẻ em ngồi trước hay ngồi sau mới thực sự an toàn cho các em? Và để tìm hiểu rõ hơn thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng cục bảo vệ trẻ em Bộ Lao động Thư binh và Xã hội. Xin chào bác sĩ ạ. Và trước hết cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình của chúng tôi. Mong rằng với góc nhìn và những thông tin quan điểm từ bác sĩ An, một người có nhiều kinh nghiệm về bảo vệ trẻ em, chúng ta sẽ có thêm những cái góc nhìn chuẩn hơn trước ý kiến của dư luận. Đầu tiên khi chúng ta nói về dự thảo một cái điểm rất mới thì có câu chuyện là trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1m35 thì không được ngồi ở hàng ghế ngang với người lái xe. Trẻ em dưới 4 tuổi thì phải có cái thiết bị an toàn. Bác sĩ nghĩ sao về điểm mới này trong dự thảo ạ? Tôi hoàn toàn đồng tình với lại điểm mới trong dự thảo của luật trật tự an toàn giao thông. Vì là chúng ta thì từ trước đến nay mới chỉ có luật an toàn giao thông đường bộ thôi và cũng không có quy định cụ thể, quy định rõ trong đó tất cả các nước xung quanh thì người ta đã làm từ lâu rồi. Nhưng riêng có một điểm là cách đây 3 năm tôi cũng đã được góp ý về vấn đề này cùng với Tổ chức Y tế Thế giới lúc mà đưa dự thảo là trẻ là dưới 12 tuổi Đấy, nhưng bây giờ thì vừa rồi là được biết là quốc hội thảo luận là dưới 10 tuổi Thì không biết rằng là xung quanh tất cả mọi nước trên thế giới đều quy định là 12 tuổi Thì tại sao lại của mình dưới 10 tuổi? Đấy là cái điểm mà tôi có thắc mắc Còn là cái dự thảo đưa ra tôi hoàn toàn đồng tình Vâng, vậy thì nói kỹ hơn về điểm mới này Nói về cái hàng ghế ngang với hàng ghế người lái xe đấy theo ông tại sao khi đi ô tô thì trẻ em lại không nên ngồi ở hàng ghế ở phía trên ngang với người lái ạ? Vâng. Trẻ em ngồi ở phía trên thì chúng ta biết trẻ em thì rất vô tư và rất tay may, nghịch ngợm. Nhỡ ra một cái mà nó lại mó vào cái tablo uh, điều khiển nó bấm một cái nút nào đấy chẳng hạn bẻ cần số chẳng hạn hay là làm một cái việc gì đó rất nguy hiểm thứ hai nữa là ngay kể cả cái dây an toàn mà ta nói đấy thì cũng chỉ là người lớn mới vừa thôi trẻ em dưới 12 tuổi là trẻ em sẽ có thể bị lọt thỏm xuống. Thứ ba nữa là ngay kể cả cái túi khí an toàn phía trước khi mà nó nổ nó bật ra để bảo vệ cái người lái xe không bị dập cái ngược đập vào vô lăng thì cái sức nổ rất mạnh và nếu trẻ em nhỏ dưới 12 tuổi cũng có thể bị bị tử thương vì cái vấn đề là túi khí bung ra. Cho nên là cái việc mà trẻ em không được ngồi ngang với lái xe ở phía ghế đằng trước tôi hoàn toàn đồng tình và để vì trẻ em là trung tâm phải lấy sự an toàn cho trẻ em là trên hết vâng thế nhưng trong thực tế thì không phải lúc nào các cha mẹ cũng nhận thức đầy đủ điều đó và đôi khi công việc cuộc sống khiến họ bận rộn và họ thường hướng tới cái sự tiện lợi nhiều hơn cho nên là mới có những ý kiến tranh luận trong thời gian vừa qua khi mà đưa ra điểm mới này trong dự thảo bởi lẽ họ nói là có những hôm cha mẹ chỉ có một người thôi đưa con đi mà để con ngồi sau thì cũng không biết là như thế nào có khi ngồi trước thì an toàn hơn và cũng nhiều ý kiến khác nữa bác sĩ nghĩ sao về tất cả những ý kiến mang tính trái chiều như vậy thực ra là khi mà có những cái điều luật quy định mới thì nhất định là phải có rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ đến sự an toàn là trên hết cho trẻ con cho trẻ em thì lúc đấy dần dần sẽ được chấp nhận. Chúng ta thử nghĩ lại xem 2005, 2006 bắt đầu đội cái mũ bảo hiểm mà đi xe máy rồi ôi tranh cãi rất nhiều. Nhưng cuối cùng tất cả bây giờ mọi người ngồi lên xe máy mà thiếu mũ bảo hiểm tự nhiên cảm thấy rằng là mình thiếu an toàn. Đó cho nên là chúng ta phải có sự vận động, tuyên truyền, giải thích mỗi một khi mà chúng ta có những dự thảo hoặc có những quy định luật mới vì là nếu mà trẻ em uh, mà ngồi trên như vừa rồi ta nói cái thứ hai nữa là con người lớn lái xe mà với cái ý là bảo là có một mình một em bé đi như thế sẽ thế này ta không phải đấy chỉ là những cái viện dẫn gọi là lý luận nhưng sự an toàn trẻ em khi chúng ta đã phân tích cụ thể thì những ông bố bà mẹ đều có thể chấp nhận. Vâng, ờ, chúng ta thấy là Tôi để ý bác sĩ cũng nói là các nước cũng đã làm từ lâu Và Việt Nam bây giờ thì mới đưa vào dự thảo Vậy thì có quá muộn hay không? Bác sĩ có thể... Tôi là tôi thấy muộn Vì dạ. thực ra là các nước xung quanh ta đều có Nhất là những nước văn minh đều có từ lâu rồi Và người ta quy định rất rõ Là ngay kể cả những cách túi khí Người ta đã đề như thế khi người ta xuất xưởng Rồi là đến các cái quy định trong luật của những nước xung quanh Đều là dưới 12 tuổi Đều là dưới 1m35 Cho nên là nước ta bây giờ làm hơi muộn nhưng mà vẫn còn kịp. Tất nhiên là phải nhanh chóng thảo luận vì cách đây từ 3 năm trước tôi đã được thảo luận vấn đề này cùng với lại vụ pháp chế của Bộ Y tế và tổ chức y tế thế giới mà cho đến bây giờ dự thảo bây giờ vẫn còn đang tranh luận. Vâng. À, có vấn đề cũng liên quan đến đảm bảo an toàn cho trẻ em là đi ô tô thì phụ huynh thường à, cho con à, sử dụng những cái bộ phận trên xe nó không đúng với thiết kế, trong đó cái cửa sổ trời À, trẻ em nếu mà ngồi ở trên thì có thể là thò được đầu lên hoặc là thò tay thò chân ra khỏi cửa kính ô tô vậy thì hành động này nguy hiểm như thế nào nhân chuyện này ông có thể chia sẻ được không ạ rất nguy hiểm đấy trước hết là trẻ con thò đầu lên cái cửa sổ đấy gió tạt ngạch đấy đối với nếu là trẻ nhỏ mới lên thì thấy có vẻ vui sướng như khi mà xe tăng tốc hoặc là bụi hoặc các vấn đề nó đập vào mặt nguy hiểm nhất là khi mà đi qua các cầu hay là có những cành cây nó xà ngang hay nó nó xà ngang mặt nó, nó quật thì có thể nguy hiểm mà bản thân tôi đã nhìn thấy sự nguy hiểm thò đầu ra khỏi cửa kính nhô đầu lên khỏi nóc xe ở cái cửa sổ đấy cực kỳ nguy hiểm thế cho nên là tôi chân thành là khuyên tất cả các bậc cha mẹ khi lái xe không bao giờ để cho con thò đầu qua cửa kính hoặc nhô đầu lên như thế thứ hai là trong quy định sẽ phải rất rõ về vấn đề này và xử phạt phải nghiêm minh và một nội dung nữa chúng tôi cho rằng là cần có ý kiến sâu của bác sĩ An đó là ở Việt Nam thì có không ít những cái vụ tai nạn thương tâm chúng ta thấy là cha mẹ thì thường chủ quan cho con ngồi ghế trước đã đành nhưng cho con ngồi vào lòng của ghế lái cho con lái xe cho con tham gia vào quá trình điều khiển xe trên đường à, vậy thì theo bác sĩ vị trí nào trên xe như khẳng định của bác sĩ là an toàn nhất và cần phải chú ý những gì để thực sự là cho trẻ đi ô tô thì sẽ không có những cái rủi ro ở nước ngoài trong cái quy định của tất cả các cái luật đường bộ ở nước ngoài thì trẻ em phải ngồi ghế sau. Nếu trẻ nhỏ mà dưới 12 tháng là phải ở trong lòng mẹ. Nếu trẻ lớn lên mà dưới 3 tuổi thì phải ngồi trong loại ghế xe. Nhưng mà cái lưng nó lại quay mặt phía phía trước vâng. đấy. Chứ không phải là như ta là ngồi ghế xe cho một cái ghế trẻ con lại ngồi cũng cùng hướng với lái xe đâu. Mà lưng lại phải quay phía trước, mặt quay phía sau. Mới đầu thì rất lạ và nhiều người thì viện dẫn là: "Tôi rồi, tôi còn phải ngồi cùng, tôi còn phải chuyện trò, nhưng phải quan sát để sự an toàn chứ không lái xe người ta có thể nhìn đường và nhìn gương chiếu hậu và em bé quay mặt về phía sau và ở trong một cái ghế xe an toàn. Đó là điều rất quan trọng vì như vừa rồi tôi nói khi người ta thiết kế ghế xe có dây an toàn là dành cho người lớn chứ không phải dành trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ ngồi cái là bị tụt. Hớn xuống và ghế thậm chí còn qua mặt ý và Tức là cái ghế này nó lòng lèo đối với trẻ nhỏ Và chính vì thế cho nên chúng ta phải có quy định rất rõ Nếu mà trẻ dưới 4 tuổi là phải ngồi ghế sau Và có ghế đặc biệt, có dây an toàn Còn trẻ nhỏ là trong lòng cha mẹ Chứ cái câu chuyện trong lòng cha mẹ mà ngồi ở trước ghế lái như bạn vừa nói Thì còn quá nguy hiểm nữa khi mà phanh đột ngột Những sự cố bất ngờ là em bé có thể lao ra phía trước Dập ngực vào và em bé có thể tử vong Trước khi tài xế có những xử lý Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Trọng An với chương trình hôm nay và mong rằng mọi người cũng có cái nhìn đầy đủ hơn về câu chuyện còn đang có nhiều tranh cãi này. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tới với chương trình của chúng tôi. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông, xe ô tô rơi xuống ao hồ với nhiều nguyên nhân nhưng điểm đáng chú ý là các nạn nhân trong xe đều tử vong đã cho thấy nhiều người chưa có kỹ năng thoát thân khi vướng vào sự cố kiểu này. Câu chuyện giao thông của ngày hôm nay sẽ mang tới một số kỹ năng cơ bản để thấy việc trang bị những kỹ năng cần thiết có thể giúp tăng cơ hội sống sót khi gặp những tai nạn tương tự. Ngày 18 tháng 4, một chiếc xe taxi khi vào cua đã không làm chủ được tốc độ, lao thẳng xuống hồ Lao Ly thuộc khu đô thị Phú Lập 4, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Bốn người trên xe đều tử vong. Cách đó một tuần, ngày mùng 10 tháng 4, tại địa bàn xóm Nam, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường, thì bất ngờ mất lái lao xuống hồ nước bên đường. Hai người trong xe cũng không ai sống sót. Khi ô tô chìm dưới nước, người ngồi trong xe rất khó thoát ra ngoài. Tuy nhiên, không phải là không thể. Điều quan trọng đầu tiên là những người trên xe phải giữ được bình tĩnh, giữ tư thế an toàn để chuẩn bị cho việc va chạm có thể xảy ra khi xe tiếp xúc với mặt nước. Bắt chéo hai tay trước ngực, bàn tay phải ôm chặt bên vai trái và ngược lại. Bước 2: Tháo dây an toàn. Bước 3: mở tất cả các cửa sổ của xe ngay khi có thể. Khi xe chưa chìm hẳn dưới nước, bạn có thể thoát ra ngoài nếu nhanh trí. Còn trong trường hợp xe đã chìm hẳn dưới nước, thì việc nhanh tay mở cửa xe cũng vô cùng quan trọng. Bởi vì khi mà cái sức xe nó đã bị chìm xuống nước rồi, thì cái lực cản, cái lực ép của nước vào thì người ta không thể mở được cửa. Thì sẽ gây đến chuyện là hoảng loạn và người ta không biết làm thế nào. Bởi vì sao bạn người, bạn, người ta sẽ ra sức mở cửa, nhưng mà người ta đẩy, trong lúc hoảng loạn này thì cái, cái lực của nước nó ép vào cánh cửa người ta sẽ không mở được cửa sẽ dẫn đến chuyện hoảng loạn và không biết xử lý thế nào bước 4 trong trường hợp không mở được cửa xe thì hãy nhanh trí tìm được vật thích hợp để đập cửa kính nếu như mà người ta ngập xuống nước mà quá nhanh mà người ta không thể là xuống kính thì bắt buộc có một điều là người ta sẽ phải làm đó là phải phá kính Phá kính thì cái kính của xe hơi nó rất là chắc chắn, đặc biệt là kính chắn gió. Thế thì cái việc đầu tiên là không bao giờ là nghĩ đến chuyện là đập được kính chấn gió cả. Mà người ta phải đập kính cạnh, tốt nhất là các kính cạnh. Thì đập thì tay hay là kiểu tay các thứ nó không thua. Mà thông thường trong trường hợp đó mà muốn phá được cái kính đó thì phải dùng, đặc biệt nếu như phụ nữ chẳng hạn, giày uh, cao gót là một lợi thế. Bởi vì cái điểm tiếp cận nó rất là nhỏ và mình có thể ngả người ra mình đạp để cho vỡ cửa kính để mình thoát ra ngoài. Kỹ năng cuối cùng và không kém phần quan trọng là phải biết bơi. Khi thoát ra khỏi xe, hãy tìm hướng có ánh sáng và bơi về phía đó. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng xung quanh vì có thể gặp phải những vật cứng như đá, trụ cầu gây thương tích.